Nguồn vốn tín dụng ngân hàng được coi là một trong những yếu tố quan trọng bảo đảm cho hoạt động của các doanh nghiệp được liên tục hiệu quả. Tuy nhiên hiện có đến 70% số doanh nghiệp nhỏ và vừa tương đương khoảng gần 400.000 doanh nghiệp khó tiếp cận với nguồn vốn tín dụng. Phân tích về thực trạng trên, ông Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam cho biết, hạn chế lớn nhất của những doanh nghiệp này khi các ngân hàng băn khoăn khi cho tiếp nhận vốn chủ yếu đến từ những vấn đề nội tại của chính doanh nghiệp như khả năng đáp ứng đủ điều kiện hồ sơ vay vốn ngân hàng còn hạn chế, không chứng minh được tính khả thi và hiệu quả của dự án, phương án sản xuất kinh doanh, nợ phải trả tồn động lớn chưa có biện pháp xử lý. Điều này dẫn đến một thực tế khá phổ biến hiện nay là các ngân hàng có vốn, các doanh nghiệp nhỏ và vừa thì có nhu cầu vay nhưng không thể tiếp cận được nguồn vốn tín dụng quỹ vẫn có tiền không cho vay được không bảo lãnh được các ngân hàng ký mì hội doanh nghiệp nhỏ vừa 10.000 tỷ vào năm để cho vay cũng không chuyển động được đồng thời với doanh nghiệp nhỏ vừa rất muốn vay nhưng hiện nay cái khâu giữa là không giải quyết được sao mà tháo gỡ được cái cái điểm này chứ không thì thì một ông có và một ông cần hai ông cũng vẫn không không vay Trước thực trạng trên, thời gian qua, một số địa phương đã đẩy mạnh các hoạt động bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp thông qua quỹ bảo lãnh tín dụng. Đây là mô hình giúp doanh nghiệp dễ dàng hơn trong việc tiếp cận nguồn vốn ngân hàng, giảm áp lực về lãi suất vay, nâng cao năng lực quản lý, đáp ứng nhu cầu đầu tư dài hạn. Tuy nhiên, thực tế, hoạt động này ở 28 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương đã thành lập quỹ bảo lãnh tín dụng cho thấy kết quả còn hạn chế mới có trên 2.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa được bảo lãnh vay vốn tại các tổ chức tín dụng. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến thực trạng trên, theo lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa, là do năng lực tài chính của quỹ bảo lãnh tín dụng tại các địa phương còn hạn chế, vốn hoạt động bảo lãnh tín dụng thấp. Một số quỹ chưa đáp ứng đủ vốn điều lệ theo quy định của pháp luật hiện hành, quy mô còn nhỏ, số dư trích lập dự phòng rủi ro của quỹ còn thấp, chưa đảm bảo bù đắp chi phí khi có rủi ro xảy ra. Bên cạnh đó, những bất cập về mô hình tổ chức cũng như chưa có hướng dẫn cụ thể về cơ chế quản lý tài chính cũng đang cả trở hoạt động của quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Các quỹ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa do cho các tỉnh. Bởi vì trung ương không có, các tỉnh là và với cái nguồn không phải nguồn ngân sách. Và đang có dự kiến là cái ông chủ tịch tỉnh làm chủ tịch cái quỹ này tôi xin nói là nếu về cái sơ đồ như thế không bao giờ bảo lãnh được bởi vì cái ông chủ tịch thì ông làm việc khác chứ ông phải làm cái đấy ông không có chuyên môn cái đó mà với cái sơ đồ mà ông chủ tịch là 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 là, 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 là chủ tịch quỹ thì không, không chưa nói được cái chuyện là không phải nguồn ngân sách thì huy động bây giờ ông tỉnh ông có ông 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 có một cái ngân sách như thế ông ấy làm việc khác nó hay hơn là ông ông đưa ở đây đấy, cho nên là cái quỹ này là tôi nghĩ là phải cho đại diện của doanh nghiệp nhỏ vừa ở cái ở cái tỉnh đó nó nằm trong cái thành phần ban giám sát. Tiếp thu đề xuất kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp, Bộ Tài chính đang xây dựng hoàn thiện dự thảo thông tư hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thông tư có nhiều điểm mới so với các quy định hiện hành nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các quỹ bảo lãnh tín dụng như quy định rõ Quỹ bảo lãnh tín dụng là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Quỹ bảo lãnh tín dụng tự chủ về tài chính, tự chịu trách nhiệm về hoạt động của mình theo quy định của pháp luật, thực hiện bảo lãnh và phát triển vốn, bù đắp chi phí và rủi ro trong hoạt động, hoạt động theo nguyên tắc công khai, minh bạch, tiết kiệm và hiệu quả theo quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn vốn dự thảo thông tư quy định quỹ bảo lãnh tín dụng có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các quy định về đảm bảo an toàn hoạt động gồm quản lý và sử dụng vốn đúng mục đích và hiệu quả mua bảo hiểm tài sản và các bảo hiểm khác theo quy định của pháp luật trích lập và hạch toán đầy đủ các chi phí hoạt động của quỹ theo quy định tuân thủ đầy đủ các quy định về đối tượng điều kiện phạm vi bảo lãnh giới hạn bảo lãnh toàn văn dự thảo thông tư hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với quỹ bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa do Bộ Tài chính soạn thảo đang được lấy ý kiến người dân trên cổng thông tin điện tử chính phủ. Quý vị và các bạn có thể truy cập chính phủ.vn để có thêm thông tin chi tiết.